Nơi này khoảng hoặc là 2 ngày làm một lần thì ok, hết luôn. Chị ơi, tí nữa em gửi chị điện thoại nhé. Gọi về tận nhà. Không phải gọi nhé, gọi nhé. Ship tận nhà. Ship người nhé. Ship người tận nhà. Ship thầy đến tận nhà. À, đúng, tốt. Tí hơi nâng đốc một tuần 2 lần thì lắm rồi. À, tùy người, nếu người lạnh quá thì tuần 2 lần bác. Còn người mình thì thỉnh thoảng khoảng 1 tuần, 2 tuần là cũng được. Còn nếu lạnh quá thì cứ tuần 2 lần. Anh đi khỏe, anh đi chạy rõ ngay. Thế ạ. Đấy, đúng rồi. Đang bảo là 1 tuần mưa 2 lần nhâm đốc. Đây là cây hỏa tiễn chuyên để ấn chỉnh hai bên cột sống và đồng thời xoa ấn huyệt của vai gáy. Rất là tốt và cảm giác rất là đã. Đấy, rất là sâu. Cái này thì lực nó mạnh hơn là con nhện. Đấy, làm tay rất là khéo. Rất dễ thôi, không có gì khó. Đây chính là hỏa tiễn. Nó cũng giống như bọ cạp sừng và càng cua, nhưng mà cái chân của nó to hơn và rộng hơn, thì nó sẽ làm ở lớp ngoài cùng lớp rộng hơn. Thì cái này tiếp tục một lần nữa là nó hỗ trợ với hai dụng cụ càng cua sừng và càng cua bàng để nó đẩy và nó nắn chỉnh cột sống. Tiếp tục nó làm mở rộng sang hai bên. Thì mình biết rằng dọc hai bên cột sống có rất nhiều đường dây thần kinh. Đấy, và nếu mà cột sống lệch lồi lõm là lưng nó sẽ có vấn đề, sẽ có đau. Thì mình dùng đúng hai chân của con hỏa tiễn này để mình đẩy. Thì cảm giác con này nó rất là êm. Tức là mình làm ấy, các dụng cụ mình rất là nhẹ tay, không cần phải mạnh tay. Làm rất đều, nhẹ, nhưng mà dứt khoát cái nào ra cái đó. Thì dần dần cái cột sống nó sẽ về đúng vị trí của nó. Và cái này cũng rất là hữu dụng khi mà bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Thì nó đẩy nó giãn và đĩa đệm nó vào trong. Đấy. Nếu mà mình làm mà mỏi tay không có lực, anh đặt tay trái lên trên này. Đấy, thì nó sẽ có lực. Còn tiếp anh ạ, cái đấy còn làm tiếp. Mình sẽ đẩy như này, xoa này, đấy. Đấy, thì ba chân này khi mình đặt nó vuông góc thì mình sẽ xoa, đấy. Xoa như thế này. Thì cảm giác lực nó rất là mạnh và nó sâu. Đấy. Xoa đấy, đấy, đúng rồi, xoa. Xoa. Rồi tí nữa cái đầu trên, đầu một kia là để mình dùng để mình ấn huyệt. Đấy, ví dụ mình ấn lên hai bên vai. Ấn lên những cái huyệt lớn. Đấy. Làm kỹ ở dưới này. Đấy, đúng rồi. Làm ở dưới hông này là cực kỳ đã. Tại vì những cái trường hợp đau lưng ấy, là hông này là rất là đau và hay bị mỏi, nếu mà bị ngồi nhiều, tại vì lực nó sẽ bị dồn xuống dưới này. Đấy. Thận du đây. Vâng. Và khi mình làm này thì yên tâm là qua hết tất cả những cái huyệt, mà huyệt gì đó mà bắt liêu thì thận chu thì nó khó nhớ, thì mình làm hết. Thế là đỡ phải nhớ. Đấy. Thế nào em? Thế nào Thắng? Đấy, làm gì chả thấy đã, đúng không ạ? Ok.